Kính thưa các quý đạo hữu, Yến xin trạch chuyện Bồ Tát Vesta bố thí vợ con. Khi mà nghe thầy trạch giảng về phần bố thí con ấy ạ, thì Yến có khởi lên suy nghĩ thế này. Nếu như người thân của mình mà nghe thấy bài kinh này, này bảo rằng Phật tử chúng ta sau này sẽ bố thí hết cả chồng, cả vợ, cả con để nó cầu vô thượng Bồ Đề, thế nhà có lo lắng không? Và sợ rằng một số người tinh tấn thái quá do nghiệp cũng bố thí thẳng thừng thì xong. Tức là hai cái bố thí này thì Yến coi trọng ở tâm ạ. Khi nào thì bố thí ba la mật, bố thí vợ chồng con cái được? Chúng ta bố thí như thế được thì chúng ta tâm chúng ta phải thực hành thế nào ạ? Đặc điểm nhận diện là khi còn nhỏ Ngài Bồ Tát đã phát tâm gì? Phát tâm xin bố thí để cầu vô thượng Bồ Đề. Ý thứ hai nữa là trước khi Ngài bố thí thì Ngài là một người sống biết yêu thương và hy sinh cho người khác thì mới thực hành bố thí như thế được. Còn chúng ta thì đang sao? Đang thì đang lo cho gì? Lo cho mình nhiều quá. Làm sao cho thân tôi hết bệnh? Tức là trong tâm mình còn ái thân và ích kỷ thì mình không thể thực hành cái bố thí này được. Thầy chứng rõ chưa? Bây giờ Phật tử chúng ta nên học thế nào? Đối với các ái thì chúng ta nên quán nhân quả một cách tự tại nhé. Nhân quả là gì? Tức là khi mà thấy người thân của mình qua đời, hãy quán nhân quả, đừng để cho ưu bi sầu khổ lão khởi lên. Mà chúng ta nên là người thân mình đã chết, mình nên làm gì cho người thân mình thôi. Đấy mới tu tập được bé bé thế thôi nhé. Biết rằng là một thân người không thể tồn tại mãi mãi do nghiệp lực mà tạo thành. Bây giờ do nghiệp lực mà gì? Mà ra đi chuyển sinh sang đời khác. Cho nên mình có thể cúng dường bố thí cho người thân của mình để người thân mình được tốt đẹp hơn. Đấy, chúng ta mới tu thấp thấp được như thế thôi nhé. Chứ chưa phải là nghĩ mình tu cao rồi bố thí một cách vô cảm nha. Chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ rơi vào vô cảm khi mà chúng ta học đòi theo Phật đấy. Có những người thì thế này ạ. Trong bản thân hiện tại thì rất là ái thân. Đi làm với mọi người còn ganh việc lọ, còn nhìn thấy người kia còn lười biếng. Nhưng mà lên trên ban thờ Phật phát nguyện là con cúng dường thân này cầu vô thượng Bồ Đề. Thế là tất cả các chúng sinh nó đến nó thử thách mình xem mình còn vững tâm được không. Cho nên là mình phải lấy một việc chân thật của mình để mình cầu. Con nay thực hành pháp bố thí, làm các công đức tại chùa không lười mỏi. Bố thí như thế, nếu ai sai gì con làm đấy, bảo gì con làm đấy, chửi thì con gì con nghe, nhắc lỗi con thì con gì sám hối. Con lấy cái sự chân thật thực hành được này cầu vô thượng Bồ Đề. Chứ bây giờ mà sáng ngủ dậy 4 giờ còn người ta gọi mãi mới dậy. Đi làm thì ganh nhau hơi tí trốn vào một chỗ để ngồi. Làm ăn rửa cái bát thì rửa qua qua cũng chẳng biết ái láy gì, bẩn cũng úp lên kệ. Ai nói thì cãi nhem nhẻm. Thế nhưng mà tí lên trên trước Tam Bảo, con xin cúng dường thân này cầu vô thượng Bồ Đề. Cái đó thì không được nhé. Tức là mình phải dùng hạnh nguyện. Hạnh tức là việc làm đấy ạ. Rồi, còn em có câu hỏi. Dạ, bạch cô ạ. Từ chiều khi mà nghe cái bài kinh của thầy thì con vẫn có một câu hỏi. Bây giờ con mong cô là giải đáp giúp con ạ. Trong cái đoạn đầu của bài kinh thì con có thấy nói về cái việc thực hành cái pháp bố thí. Thì có nghĩa là con không nói được chính xác từng câu từng chữ, nhưng mà đại ý như con hiểu thì là khi mình bố thí thì cái người mà nhận bố thí thì sẽ, nghĩa là nó sẽ có phải là tạo nên những cái phước khác nhau đúng không ạ? Ví dụ như con nghĩ là chẳng hạn như là mình có tiền để bố thí chẳng hạn, thì việc mà mình cho một người nghiện sẽ khác với việc mà mình mang tiền lên chùa, hoặc là mang tiền cho người nghèo, hoặc là mang tiền cho trẻ nhỏ mồ côi, ví dụ thế đúng không ạ? Nhưng mà cái đoạn cuối thì con có một vấn đề con cảm thấy thắc mắc là khi mà
Ngài Bồ Tát Ngài mang cho con của mình á, cho vị Bà La Môn đấy, mặc dù là Ngài chứng kiến rằng là người đấy không phải là một người tốt, có thể đánh đập con của mình, có thể là làm những cái việc xấu tổn hại đến tính mạng nó chẳng hạn. Tại sao lúc đấy thì con nghĩ rằng là nếu như mà thực sự là một người muốn làm cái tâm bồ thí đấy thì tại sao mà không cho con của mình, ví dụ như là cho những nhà mà người ta hiếm muộn chẳng hạn. Con cảm giác như vậy là sẽ thấy tốt hơn. Con thì con chưa đọc được cái bài kinh này là cái kết của nó như thế nào, nhưng mà cho phép con được đặt ra một câu hỏi là nếu như trong trường hợp mà hai đứa trẻ đấy nó lớn lên trong cái sự mà bị đánh đập và nó chết mà nó oán Ngài ấy, thì liệu rằng là Ngài có chứng được cái quả Bồ Đề không ạ? À, cô rất là cảm ơn câu hỏi của cháu. Thầy kính thưa quý đại hữu yến sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Thứ nhất, nàng nghe được là bố thí cho một người thiện lành thì phước báo rất nhiều. Thì đây thuộc về phước hữu lậu, tức là phước của nhân thiên. Thầy chứng rõ chỗ này chưa? Cái phước mà chúng ta khi đi bố thí mà cầu quả phước báo hữu lậu thì chúng ta bố thí cho những vị như vị Phật thì phước báo hữu lậu của chúng ta rất nhiều. Hữu lậu là gì? Tức là hữu tức là hạn hẹp, lậu tức là vẫn còn ở trong những cái phần ham muốn, mong cầu. Cho nên là cái người mà tâm bố thí cho vị Phật mong cầu phước báo phát sinh đến mình thì cúng dường phải cho các vị tu tập chứng đắc là phước lớn nhất. Đến thứ hai là đến những vị đang tu tập thực hành pháp của Phật và đang thực hành ly tham thì phước thứ nhì. Rồi đến ba là phước những người quy y, rồi phước đến người thiện rồi đến cuối cùng người ác thì không được đáng bao nhiêu phước. Đấy là phước hữu lậu, là do tâm người cúng có mong cầu. Nhưng đối với người cúng, tâm họ muốn dứt tâm xả thí ái, thì cái người mà thực hành pháp xuất ni thế gian thì cái phước báo của họ lớn vô cùng, dù là bố thí cho ai. Theo rõ chỗ này chưa? Cái người đó là cái người nhận được đồ thí rồi, chứ không phải là người thực hành bố thí đâu nữa đâu đấy. Cái người mà luôn luôn nhìn vào tâm mình để xả tất cả các dục nghiệp ái, gọi là tham ái trong tâm mình và hướng tới quả Bồ Đề làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài, thì cái tâm của người bố thí đó tự sinh ra phúc báo thông qua các việc làm. Thầy chứng rõ chỗ này chưa? Tự họ sinh phúc. Thế còn cái người bố thí như vậy thì trong tâm họ không bao giờ chọn ai làm chỗ bố thí nữa rồi nhé, mà phải theo duyên. Ví dụ có người đến xin cái mắt thì không kể người ác và người thiện thì người phát tâm bố thí này đều phải cho là ở cái tâm không ái thân. Kính thưa quý đạo hữu, khi tâm của mình xuất phát thiện lành thì cái người kia không bao giờ bị quả khổ đâu ạ, không bao giờ bị quả khổ. Thì kính thưa quý đạo hữu, thì hai người con của Ngài theo tư duy của Yến sẽ nằm vào hai trường hợp. Một là cũng là những người hội tụ về đây để mà tu các công đức đó để thành tựu công đức cho mình và hộ trì cho Ngài để thành tựu công đức của Ngài. Đó là các bậc Bồ Tát hội tụ lại cùng nhau tu tập. Cho nên tâm của Ngài như thế thì không thể nào mà kết duyên là sinh ra những đứa con nó có tâm cấu uế được. Tiền thân của Đức Phật với cái tâm của Ngài như vậy thì hai người con kia cũng tu công hạnh như vậy, chẳng qua chỉ là trên cái tướng để cho tất cả tam thiên đại thiên thế giới này biết thôi, chứ có khởi lên một niệm oán trách cha đâu, phải không? Cha hãy giữ chúng con lại đi, ông Bà La Môn kia ác, chứ không phải là oán kết. Rồi sau lại xin cha là cha ơi, cha hãy để em ở lại để con chịu đòn thay, con đi cũng được. Có tình thương trong đấy chưa? Đấy, ta phải xét cái nhân duyên quả đấy, không trách cha chút nào. Và người đó thì sau này chẳng phải hạng tầm thường, phải không? Cho nên chúng ta sinh con, chúng ta trong kiếp sau là ai?
chúng ta hãy nhìn tâm mình trong kiếp này nhé. Tâm mình có xà thí, có không gian tham, nếu như mình phát nguyện tu hành cầu vô thượng bồ đề thì con mình nó phải là bạn lữ, phải không? Chứ không có lý do gì mà nó lại không là bạn nữ với mình, dù là nó tạo ra nghịch cảnh để cho mình tu, thì đây cũng là hai người bạn đạo. Thầy chứng rõ chỗ này chưa? Cũng là hai người bạn đạo thôi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta là ai ngay trong hiện tại, thì chúng ta sẽ biết được vị lai con chúng ta là ai. Đúng không? Nhá. Đấy, cho nên là bạn yên tâm, không có việc các người con này oán trách cha, bởi vì Ngài không có nhân duyên quả gì lại sinh ra những người oán thù mình. Và việc làm của Bồ Tát không bao giờ đưa đến quả khổ cho chúng sinh, và không bao giờ đưa đến sự oán thù cho chúng sinh, mà sẽ đưa đến hạnh phúc cho chúng sinh. Cho nên là Ngài Na Tiên mới nói là vị thiền sư đấy, có con vật nó chạy đến thì vị cầm cây để đánh cho nó tan tác, nó bị đau nhưng tránh cho nó được cái nhân quả về sau. Thế thì ở đây cũng thế, là Đức Bồ Tát của chúng ta có làm thế cũng là tốt cho nhân quả của hai người con thôi. Cho nên chúng ta khi nghe kinh Phật, chúng ta phải nghe thật sâu, thật sâu với đến cái công hạnh của Ngài làm lợi ích chúng sinh, thì chúng ta sẽ biết những người kia có trải qua cái gì, phải được cái lợi gì đó, có cái phần kết mới được nghe thôi. Thế nhưng bản thân như mình đây này, mình khi làm một việc gì mình còn tư duy chán xem có hại chúng sinh không mà, thì các bậc Bồ Tát thì bất khả tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn. Các công hạnh của các Ngài và các việc làm các Ngài không thể nghĩ bàn đâu ạ. Nhé. Trên các Ngài tự mình giúp cho nhau được thành tựu. Được chưa? Đã thỏa mãn với câu trả lời chưa? Nhé. Trên với tâm thanh tịnh thì tất cả các việc làm đều không phải là việc làm cấu uế. Với tâm cấu uế thì tất cả mọi việc làm dù hình thức nào cũng đi đến quả khổ đau. Đấy là chắc chắn đấy. Vâng.